Ở video này thì bạn sẽ học được cách định vị những nhà cung cấp dịch vụ marketing nhằm tập trung vào đối tác phù hợp. Toàn cảnh thế giới marketing đã được phân định rõ ràng cũng như những nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ nó. Trước đây thì các agency sẽ làm việc trên cơ sở tiền hoa hồng, nhưng hiện nay khi việc quảng cáo không còn quá phụ thuộc vào truyền thông trả tiền thì họ chuyển sang thu phí dịch vụ. Bạn phải trả tiền cho những kiến thức chuyên môn và những đầu việc mà họ làm. Các agency này sẽ không bao giờ biến mất, miễn là vẫn còn các doanh nghiệp lớn sẵn sàng đầu tư thuê họ. Cách cơ bản nhất để định vị các agency này đó là xác định theo chức năng. Quá trình phát triển quảng cáo đều gồm những bước như nghiên cứu, chiến lược, sáng tạo và thiết kế, sản xuất và phân phối, đánh giá và tối ưu hóa. Bạn có thể lựa chọn các đối tác nhằm hỗ trợ cho một mảng mà bạn muốn ưu tiên hơn, chẳng hạn như thiết kế để tiết kiệm tiền và thời gian. Tuy nhiên, một agency sẽ muốn cung cấp dịch vụ đầy đủ bằng cách thêm vào các đầu việc như nghiên cứu và lên chiến lược. Vậy làm sao để chọn lựa được một đối tác phù hợp? Hãy cân nhắc 5 yếu tố sau: chi phí, quy mô, quan hệ, khoảng cách và công việc. Chi phí thể hiện mức độ cam kết làm việc, bởi vậy hãy cân nhắc cách agency đó tính giá trước khi thuê họ. Quy mô sẽ liên quan tới giá cả, chẳng hạn những công ty lớn sẽ đạt được hiệu quả theo quy mô, nhưng tiền bạn đầu tư cũng lớn hơn rất nhiều. Về phương diện quan hệ thì hãy tự hỏi bản thân, bạn muốn thuê một nhóm người hiểu và quan tâm hết mức tới công ty bạn hay chỉ cần một người làm xong việc là được? Đừng bao giờ xem nhẹ giá trị của mối quan hệ. Khoảng cách cũng liên quan tới chi phí và quan hệ. Agency đó có cần phải ở gần công ty bạn hay bạn thấy làm việc qua email và video chat là đủ? Tiêu chí quan trọng nhất là công việc mà agency đó làm. Một dược phẩm phức tạp không nên giao cho một công ty chuyên quảng cáo ứng dụng game. Bạn có thể tìm hiểu thông qua LinkedIn hoặc nhân viên của họ để xem chất lượng, tinh thần và kênh truyền thông của họ có phù hợp. Tìm kiếm đơn giản trên mạng sẽ không cho bạn biết thông tin về quy mô hay mối quan hệ, bởi vậy bạn nên bắt đầu tìm kiếm từ sự giới thiệu của những đối tác đáng tin.